sợ nhờ. Có nhiều lần. Giờ thêm cái gì đấy? Đường. Đường. Một muỗng đường ha. Bự. Rồi. Em ghi lại. Quậy chưa? Quậy. Ý ta, không được rồi. À, mẹ hép chưa? Cái này là đây, gì? Nè. Ít chút xíu thôi nha. Muối là một muỗng chút xíu thôi. Rồi tới baking soda. Một muỗng thôi nha. Quay lại cho. Quay lại nữa mới được. Quay lại kiểu kia kìa, quay cái mặt đầu kia mới được. Đúng rồi. Ok. Mẹ nhảy hố luôn đây nè. Baking soda. Baking soda. Để đây thêm nữa. Rồi. Xích qua đây này chứ để đổ đó con, xích ra. Kéo cái tô xích ra. Gì đó ta? Mì. Con mở mè được không? Quay ngược lại vậy nè. Mở cho. Ủa, cái muỗng đựng mè đâu rồi? Đây đi. Mấy muỗng ta? 1, 2, 3. Rồi, ok. Một bunny. Bunny. Bunny flower. Rồi một muỗng thôi nha. Ba muỗng. Thôi một muỗng bên này nè. Ba luôn hả? Trời. Nhiều quá ta. Rồi. Giờ quậy quậy luôn ha. Giờ tới thêm bột. Ít quá, múc thêm đi, múc thêm một nữa đi. Con múc muỗng bự bự lên mới được. Mày múc bự bự lên. Cho hết rồi. Thêm muỗng nữa. Rồi. Ok. Hết luôn đi. Thôi không được. Nhiều quá không được. Rồi, được rồi. Được rồi. Đẩy gấp lại đi. Được rồi.
thử coi nè. Ừ, quay thử coi, quậy thử coi được chưa. Quậy nhiều lên, quậy nhiều lên cho bột nó tan hết mới được. Làm bánh mới ngon. Chơi gì đi? Xong rồi, xong hết rồi. Giờ làm gì ta? Ở đây là ngủ. Ừ. Ở đây là đi xe buýt. Ở đây là... Ở đây là ngủ. Ở đây là đi xe buýt. Ở đây là đi xe quay. Ở đây là... đi cá đi ướt. Ở đây là... đi lên. Lên dốc. Đi xe buýt. Đây đâu nào. Mẹ, cái này chưa? Rồi, bỏ hết rồi. Mẹ. Hết rồi, bỏ hết rồi. Giờ làm gì nữa ta? Giờ làm bánh khó. Ừ. Khó. Giờ làm sao nữa? Làm bánh. Làm bánh bột mà. Ừ.